Thưa quý vị, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có chiều dài gần 23 km. Giai đoạn 1 đầu tư với quy mô 4 làn xe nên đường rộng 17 m. Giai đoạn 2 xây dựng 6 làn xe cao tốc nên đường 32,25 m. Giai đoạn 1 của dự án được khởi công vào tháng 1 năm 2021, hoàn thành năm 2023. Tổng mức đầu tư khoảng 4.826 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Và hiện tại, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1, các gói thầu xây lắp đến ngày 28 tháng 2 đã đạt 35%, tương đương với tiến độ thi công được duyệt. Dự kiến trước ngày 15 tháng 3 tới, 100% mặt bằng cao tốc này sẽ phải được bàn giao. Cụ thể, các nhà thầu đã triển khai 35 mũi thi công 3 gói thầu xây lắp, đã thực hiện việc đắp các nền đường đạt 92%, đắp các gia tải giai đoạn 1 đạt hơn 86%, thi công cắm bớt thấm đứng đạt 81%. Triển khai thi công tất cả 15 cầu trên tuyến chính, tất cả 3 cầu vượt ngang, còn lại 1 cầu mở rộng trên quốc lộ 80 chưa triển khai do vướng giải phóng mặt bằng. Đến nay, địa phương đã bàn giao 97% mặt bằng, còn vướng 47 hộ dân trên tuyến chính, dự kiến hoàn thành việc bàn giao mặt bằng trước ngày 15 tháng 3.